Em không thích điều gì ở đàn ông? À, em không thích là hút thuốc. À, đừng có đầu hỏi. Quá trời này, tóc. Ừ. Này nó chỉ không là nó hỏi. Rồi không thích gì nữa? Uống rượu bia nhưng mà phải biết dừng đúng lúc. Mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Thì mọi người lý tưởng của em là một người phụ nữ ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, đồng cảm với em trong mọi việc, đảm đang một tí thao tác để có thể chăm lo cho gia đình. Rồi. Coi như bên đây là tôi thấy là đúng là 80% là chính xác luôn á, đúng nghề của người ta luôn, sẵn sàng làm dâu luôn. Làm dâu trăm họ còn được mà làm dâu một thì gia đình đâu ăn thua gì đâu. Em xin chào chị Hồng Vân ạ, anh Quỳnh Linh cùng với bạn trai bên kia. Nhà em tên là Quách Thị Thanh Nga, năm nay em 29 tuổi, quê ở Huế ạ. Em làm điều dưỡng tại bệnh viện Thống Nhất. Rồi mời chàng trai. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể mọi người trong trường quay. Tôi tên là Phạm Vinh, chính trị viên phó đại đội 11, tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Mình quê gốc là ở Huế. Bây giờ bên đàn gái cho biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì hiền lành, vui vẻ, biết làm việc nhà, nấu ăn được, chăm sóc được cho người khác. Đối tượng mà em chăm sóc thường là những người... Người lớn tuổi. Cái điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì có hơi rụt rè. Có nóng giận không? Dạ không, thứ nhất là do cái tính của em, có sự chiều đựng đó em cũng lớn. Thứ hai là liên quan đến cái nghề nghiệp của em, cần phải sự nhẹ nhàng, biết lắng nghe. Như vậy có nghĩa là nếu mà ai mà lấy được em á, thì là rất là may mắn. Khi nào mà được ở gần em á, đều thấy cái sự yên ổn, bình yên đúng không? Nói cho bà mối biết là ưu khuyết điểm của em đi. Nói tiếng Huế đi. Về ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra thì biết chiều chuộng, yêu thương một người con gái. Cũng biết lắng nghe. Thôi nói tiếng Nam đi cho khỏe đi. Dạ. Đối với lại khuyết điểm của em thì rụt rè, hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có mấy mối tình rồi? Với em thì đã trải qua một mối tình cách đây 4 năm, thời đại học. Quen mấy năm mà chia tay 4 năm nay rồi? Quen cũng 1 năm mà. Để hỏi bạn bên đây, còn em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có một mối tình, cũng là gọi là tìm hiểu. Và qua một thời gian thì tình yêu nó chưa đủ lớn. Thứ hai là không có sự cái quan tâm cho nhau lắm, nên hai đứa chia tay. Chia tay lâu chưa cưng? Dạ được hơn 1 năm rồi. Nói chung là hai bên thì cũng có một mối tình giống như nhau, nhưng mà cũng trắc trở, chưa có nợ với nhau. Bây giờ hy vọng mối tình này mình sẽ nợ với nhau luôn nha. Thì hy vọng đó, nhưng mà với điều kiện là Vinh phải hoạt bát lên một chút, phải tạo được cái niềm tin cho cái người phụ nữ ở bên đây á, là đây là một cái điểm tựa vững vàng của mình. Bây giờ các bạn đã có một cái điểm gần nhau, đó là cùng quê ở Huế rồi. Bây giờ em nghĩ về cái người bạn bên cạnh á, sẽ là bao nhiêu phần trăm so với cái mẫu phụ nữ mà em nghĩ trong trong đầu? Thì em nghĩ bạn nữ bên cạnh đáp ứng được 80% so với lại yêu cầu của em. Chưa gặp mà tính 80% rồi đó hả? Tại vì người ta nghe nãy giờ mấy cái nói về bản thân đó thì người ta cảm nhận là được 80% vậy rồi. Vậy khỏi gặp, bấm nút luôn đi. 80% là tôi bấm nút rồi đó. Còn em thì sao? Dạ, hồi nãy giờ em cũng nghe là chia sẻ của bạn trai, thì em cũng cần một sự chín chắn, trưởng thành hơn, năng động hơn để có thể là bảo vệ cho em. Tại vì tính em cũng là hơi rụt rè. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào về cái người con trai, người bạn trai của em không? Dạ em thì không có mẫu hình lý tưởng. Bên ngoài dễ nhìn là được, cao hơn em. Cao hơn em thì là bao nhiêu? Em tầm 1.5m. 1.5m thì là anh đến là 1.6m là được đúng không? Dạ, 1.6m, 1.65m là được. Về tính cách thì trưởng thành, điềm đạm. Sau khi mà có gia đình thì có thể là biết là quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Em cảm nhận bạn bên đây là có được bao nhiêu phần trăm mà cái yêu cầu của em? Người ta bên đó là nói bên đây là tới 80% đó, còn em thì bao nhiêu? Em thấp hơn một chút xíu, chắc khoảng 60%. Coi mắt bạn gái xíu coi áo tím như thế nào, màu tím ông trung tình. Ông thấy cái áo dài tím là ông đã thấy thích rồi đó. Đúng rồi. Nói thiệt luôn á, đây này đó. Ồ, tím riệm luôn ha. Tím riệm mà rất là gái. Có một cái điều gì đó nó rất là ẩn chứa nha. Cái người con gái này rất là duyên dáng. Tím thủy chung, tím cả đợi chờ. Trời, dễ thương quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, em không thích là hút thuốc. À, đừng có đầu hỏi. Quá trời này, tóc. Này nó chỉ không là nó hỏi. Rồi không thích gì nữa? Uống rượu bia nhưng mà phải biết dừng đúng lúc. Mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Thì mọi người lý tưởng của em là một người phụ nữ
Ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, đồng cảm với em trong mọi việc, đảm đang một tí thao tác để có thể chăm lo cho gia đình. Rồi. Coi như bên đây là tôi thấy là đúng là 80% là chính xác luôn á, đúng nghề của người ta luôn, sẵn sàng làm dâu luôn. Làm dâu trăm họ còn được mà làm dâu một thì gia đình đâu ăn thua gì đâu. Rồi, được đó. Bây giờ mình hỏi người thân của coi sao. Nhà gái đi với ai? Dạ hôm nay em có đi với những anh chị đồng nghiệp của em ạ. Dạ lời đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn bên cạnh và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay cũng như đang xem đài. Về Nga thì Nga là một cô gái là hiền hòa, nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Còn em có vài lời nhận xét bạn bên cạnh là bạn này bên cạnh thì có một vẻ điềm đạm, chín chắn và có một cái gì đó nhìn nó trưởng thành. Về nhìn chung thì em thấy hai bạn có vẻ hợp. Em cũng điều dưỡng bệnh viện thống nhất luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời, điều dưỡng thống nhất, bệnh viện thống nhất đẹp, xinh quá vậy trời. Mình xinh quá, em có gia đình chưa? Dạ em có gia đình rồi ạ. Trời ơi. Ồ, bệnh phải nhất. Mà nói chưa cái là lần sau mong gặp em ở chương trình này. Thống nhất còn nhiều, bác sĩ cũng dễ thương, điều dưỡng cũng dễ thương, lãnh đạo cũng dễ thương, phục vụ bệnh nhân tận tình luôn. Bệnh viện thống nhất thành phố Hồ Chí Minh nằm ở ngã tư Bảy Hiền. Ông vô chưa? Vô hoài. Đúng không? Dạ em gặp anh Minh Lợi. Chú đội đi với ai? Cùng đi với em là thủ trưởng đơn vị. Kính thưa chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, kính thưa quý vị khán giả. Đối với đặc điểm của đơn vị là đơn vị làm nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu. Cả đơn vị chỉ có một cô công nhân viên là nữ, còn lại 100% là nam. Gặp các bạn nữ thì tâm lý chung của anh em đơn vị là một chút bối rối. Nhưng thực tế trong công việc thì đồng chí Vinh là một người trách nhiệm, kiên quyết và rất chững chạc. Đối với bạn nữ ở bên này thì qua nghe bạn nói chuyện thì có một cái đó rất là Huế, rất thơ mộng. Thì cũng mong sao là bạn này thông cảm cho những cái hoàn cảnh, cái đặc điểm của anh em chúng tôi. Thì mong sao qua cuộc nói chuyện lần này hai bạn sẽ hiểu nhau hơn, mở lòng ra và tiến xa hơn. Cảm ơn thủ trưởng. Rồi bây giờ mở rào đi nha. Hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Mẹ anh có món quà nhỏ tặng em. Thì em cảm ơn ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách với lại là một hộp khẩu trang ạ. Là có thể là bảo vệ cho sức khỏe mình ạ, của mọi người xung quanh ạ. Trời ơi, ngay thời điểm này cái đó là quý hơn vàng đó nghe. Khẩu trang nhớ tặng tôi mấy cái nha. Chị thấy hai đứa nên nói tiếng Huế với nhau đi để trở lại gốc gác của mình đi. Dạ. Nói đi từ hai đứa nói từ hiệu nhau được rồi, chả cần ai nghe câu chuyện của mình cả. Em cảm giác anh như thế nào? Dạ thì mới lần đầu gặp mặt thì em cũng thấy anh trưởng thành. Cũng nói chung là những người mà công tác trong ngành quân đội thì em cũng rất thích về cái sự kỷ cương, nề nếp. Em có nét nhẹ nhàng, dịu dàng của người con gái Huế. Đặc biệt là đến với chương trình ngày hôm nay em lại rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi. Em có cái bài hát Huế nào không? Em hát một cái đi coi nha. Dạ, hôm nay đi với chương trình em cũng xin hát một đoạn ngắn trong bài hát Quê hương ba miền ạ. Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua ví da chờ đóng ba ngự bình. Thăm lăng di tích thăm thiên mộ, tông thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiên. Trời ơi, em hát hay quá à. Anh thì giọng không được hay cho lắm. Dạ. Nhưng mà cũng đáp lại em với bài hát là Huế thương. Hát đi. Trở lại Huế thương, lần theo ấn tình cầu hát, tìm người con gái dáng đứng mộng mơ. Sống hương nước chảy tìm rắn được chứ, em cháu nọn lùa vòng tay đợi chờ. Cho một cái nha. Dạ. Cảm ơn nha, cho một cái. Ông lấy rồi mới xin mà ông. Xin rồi hồi nó không cho, hôm nay mua không có. Rồi hai đứa nói chuyện nhau đi nè. Chị cho em hỏi là anh đi vào trong này Đắk Lắk, anh công tác ở Đắk Lắk được lâu chưa ạ? Mình công tác cũng gần được một năm rồi.
Hiện tại gia đình của anh là vẫn đang sống ở Huế. Gia đình thì chuyển vào trong thành phố Buôn Ma Thuột sống cũng được một thời gian. Thì nếu mà sau này á mình có thể là mình tiến xa hơn thì em có phải về ở cái chỗ đơn vị của anh công tác để làm hay là? Đối với lại công tác thì anh chỉ cần cái gọi là thuận tiện nhất cho công tác của cả hai. Còn trong việc nhà, nếu những lúc em mệt hay những lúc em cảm giác muốn đi chơi cùng bạn bè, anh có thể đảm nhiệm hết cho em. Bây giờ á, Vinh nói một câu gì với lại Nga đi. Qua cuộc nói chuyện rồi mình suy nghĩ gì về Nga, mình mong muốn cái gì ở Nga ha. Nghĩ sao nói vậy? Nga ơi, dạ. Thì đến với chương trình này thì cũng mong em cho một cơ hội để được tìm hiểu, tiến tới xa hơn một bước nữa. Dạ thì đến với chương trình thì em cũng có mong muốn là cũng tạo cho mình một cơ hội, và nếu được thì cũng có thể tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Hãy quyết định khi con tim mình rung động. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 1 Xứng quá, xứng chặt tay nhau. Cảm giác Vinh thế nào Vinh? Dạ, đến thời điểm bây giờ vẫn còn rung à, rất là rung à. À, còn Nga? Ngồi dưới thì rất rung nhưng mà lên đây em thấy không còn rung nữa. Cái nụ cười của Vinh thân thiện quá mà, cười rất là tin tưởng. Bây giờ Vinh xin phép gia đình của Nga, gia đình hai bên, thủ trưởng mình với mọi người cho hôn Nga cái đầu tiên đi. Thì bây giờ xin phép gia đình hai bên cùng mọi người xin phép hôn Nga một nụ hôn đầu tiên. Gì sao cứ trên không vậy? Đoạn giữa, xuống giữa, xuống giữa. Ông Linh không dễ sợ lắm. Không, nói chung là anh muốn hai đứa gọi là có những cái cảm giác rất là ấn tượng trong ngày hôm nay nha. Món quà của các bạn là những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đó xem phim, nói chuyện với nhau, yêu nhau nhiều hơn. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha. Đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Ra đường đeo khẩu trang vô cho an toàn. Đeo vô. Đeo vô đi, đeo vô. Đeo vô. Dân đeo vô luôn. Hai đứa đi ra đường phải đeo khẩu trang. Ra về với tình yêu, với cái nút bấm, với món quà, hộp khẩu trang để lại. Rồi hai đứa đi đi. Trời ơi, quý lắm.